Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 28 tháng 9, các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Mai Văn Hải, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo cùng cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn, thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ông Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đã thông báo tới các cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri hai huyện gửi tới Quốc hội. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa quan tâm sửa chữa, nạo vét luồng lạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão xã Hòa Lộc, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy định luật đất đai, luật đấu thầu để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án có sử dụng đất. Quan tâm đầu tư, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử, hạ tầng giao thông, quan tâm tăng mức phụ cấp, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ thôn bản. Cử tri huyện Nga Sơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân, đầu tư nâng cấp đê tả sông Lèn đoạn qua các xã Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Tân để phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất cho người dân, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Nga Sơn. Nhiều bất cập trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng cần nhanh chóng khắc phục, cần có lộ trình tăng thu học phí đại học cao đẳng phù hợp, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong việc tìm kiếm thông tin, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin đến các đại biểu Quốc hội và cử tri những kết quả nổi bật của Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng thời, trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã luôn quan tâm giúp đỡ Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực vượt khó, phấn đấu xây dựng Hậu Lộc sớm trở thành huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trân trọng cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn gửi tới kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân hai huyện Hậu Lộc và Nga Sơn đã nỗ lực cố gắng đạt được trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những tác động do giá nguyên liệu, nhiên liệu biến động bất thường. Đại tướng Lương Cường đã thông báo về tình hình thế giới, khu vực đang có những tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại tướng cho biết, việc kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 là cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, các cấp các ngành đã xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới phát sinh. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, quân đội. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất là việc đồng tình với sự chỉ đạo kiên quyết kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Các ý kiến của cử tri đóng góp tại hội nghị có nhiều nội dung sâu sắc, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ đối với các vấn đề của đất nước, tỉnh Thanh Hóa và của địa phương. Đại tướng Lương Cường đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, Chính phủ xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.
Chiều qua 28 tháng 9 tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thân mật đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Amphaivon Lombuphen, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 8, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chào mừng đồng chí Amphaivon Lombuphen và đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn đến Thanh Hóa để tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hủa Phăn thời gian qua, đồng thời khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng thông tin tới đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2022, chia sẻ một số kinh nghiệm nổi bật trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ khóa 18 đến nay, nhất là trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn, hai bên sẽ trao đổi nhiều nội dung hữu ích, cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, kết quả của hội nghị cũng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh theo tinh thần nội dung văn kiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 vừa được ký kết. Thay mặt đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Amphaivon Lombuphen trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm thân thiết chân thành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn chúc mừng những kết quả ấn tượng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2022, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ to lớn hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong suốt những năm qua. Nhân dịp này, đồng chí Amphaivon Lombuphen bày tỏ chia sẻ sâu sắc và gửi lời thăm hỏi động viên chân thành tới các tỉnh miền Trung Việt Nam đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Noru. Hôm qua 28 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, các sở ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó đáng chú ý là công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, những vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa riêng của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện và những vấn đề về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nêu lên một số nét nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2016-2021 và 9 tháng năm 2022. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đạt kết quả tích cực. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém ở các cấp, ngành, các lĩnh vực đã được tháo gỡ, giải quyết, tạo thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin về các quan điểm định hướng lớn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng tổ chức bộ máy để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Cùng với đó, đồng chí cũng nêu lên một số khó khăn bất cập trong công tác đầu tư công, công tác cán bộ và xây dựng Đảng, để Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu tham mưu Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành nghiên cứu giải quyết.
trên cơ sở khảo sát thực tế, nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn bày tỏ ấn tượng với những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực, đồng đều ở tất cả các địa phương đơn vị trong tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn chia sẻ với những khó khăn bất cập mà tỉnh Thanh Hóa đang gặp phải trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đồng thời khẳng định các ý kiến khách quan cụ thể sát thực tiễn trên sẽ được Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu đầy đủ, làm căn cứ thực tiễn để tổng hợp thành những luận điểm khoa học, phục vụ cho công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Cũng trong ngày 28 tháng 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các ông bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã tiếp xúc với cử tri các huyện Bá Thước và Quan Hóa. Tham gia các buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh, huyện Bá Thước, Quan Hóa. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các huyện Bá Thước, Quan Hóa đã được các vị đại biểu Quốc hội thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp nhận giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri với Chính phủ, bộ ngành và các cơ quan chức năng. Trong không khí cởi mở, dân chủ, cử tri các huyện Bá Thước, Quan Hóa đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các công trình hạ tầng như đường giao thông, trường học, công trình thủy lợi cho khu vực miền núi, tạo đà để các huyện miền núi phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi. Đề nghị Trung ương xem xét cho các xã vùng hưởng chính sách đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2022 tiếp tục được hưởng các chính sách ưu tiên về bảo hiểm y tế, tuyển sinh, hỗ trợ sản xuất. Cử tri đề nghị điều chỉnh quy định của Bộ Tiêu chí về nước sạch trong xây dựng thôn bản nông thôn mới, yêu cầu tối thiểu 10% người dân được dùng nước sạch từ các công trình nước sạch tập trung là rất khó thực hiện và không phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực miền núi. Đề nghị nhà nước sửa đổi luật đất đai theo hướng điều chỉnh tăng mức giá thu hồi đất khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có chính sách quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Đề nghị nhà nước có chính sách tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách các đoàn thể tại cơ sở, tăng mức hỗ trợ tiền làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Cử tri huyện Bá Thước đề nghị Trung ương cần sớm quyết định phân định ranh giới giữa huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo công tác quản lý về nhân khẩu, đất đai đối với hơn 184 hectare đất giáp ranh giữa hai huyện chưa được phân giao cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng tuyến quốc lộ 217 tránh thị trấn Cành Nàng và đầu tư vỉa hè cho tuyến quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Cành Nàng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép chuyển đổi diện tích đất rừng đặc dụng nhưng không có cây tự nhiên sang đất sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của nhiều hộ dân sinh sống ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên. Sau khi lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các huyện Bá Thước, Quan Hóa tiếp thu giải trình những nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cảm ơn cử tri các huyện Bá Thước, Quan Hóa đã có những ý kiến, kiến nghị xác đáng, trách nhiệm. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng của Trung ương của tỉnh, đồng thời sẽ thực hiện trách nhiệm giám sát để những đề xuất, kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời và giải quyết theo quy định. Hôm qua 28 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về cơ chế chính sách giải bản tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo dự thảo cơ chế chính sách giải bản các tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Theo đó, dự thảo quy định rõ đối tượng hỗ trợ giải bản tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển, hỗ trợ cải hoán tàu cá khai thác vùng ven bờ thành tàu cá khai thác vùng lộng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với từng loại tàu cá được giải bản hoặc cải hoán, hỗ trợ chi phí tổ chức giải bản tàu cá, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sau khi giải bản tàu cá. Dự thảo cũng quy định cụ thể trình tự, quy trình, kinh phí thực hiện và hai phương án thực hiện cơ chế chính sách trong giai đoạn 2023-2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao công tác thống kê và xây dựng cơ chế chính sách của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng cơ chế chính sách giải bản tàu cá ven bờ là nhiệm vụ quan trọng cần thiết. Vừa hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm mới, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho ngư dân vùng biển, vừa xây dựng phát triển các khu du lịch biển hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, môi trường cảnh quan ven biển sạch đẹp, thuận lợi cho việc khai thác du lịch và giảm áp lực khai thác thủy sản vùng ven bờ.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình với 4 chính sách hỗ trợ gồm: hỗ trợ giải bản tàu cá ven bờ, hỗ trợ ổn định đời sống sau khi giải bản tàu cá, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sau khi giải bản tàu cá, hỗ trợ chuyển đổi tàu khai thác ven bờ sang vận hành du lịch và các phương án thực hiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới, đồng thời phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền cho ngư dân kịp thời ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, nâng cao vai trò trách nhiệm của các địa phương trong quản lý tàu cá ven bờ. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ toàn tỉnh. Với tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, Đại hội sẽ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, những chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ 2022-2027 với mục tiêu tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trình tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 19 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 9 năm 2022. Trong chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn và đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng ghi nhận, đưa phong trào đoàn và công tác thanh thiếu nhi không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh trong 5 năm qua. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các công tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa trong thanh thiếu nhi, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phụ trách đội thiếu niên tiền phong, giáo dục nhi đồng, xây dựng đoàn, hoạt động hợp tác quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên nhiều khó khăn thử thách, có thể nói là các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình. Nhiều phong trào hành động cách mạng lớn trong thanh niên đã đi vào cuộc sống. Các phong trào rộng lớn ấy đã thu hút hàng vạn thanh niên tham gia và trở thành cái môi trường tốt để thanh niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Với những kết quả đạt được từ hoạt động của phong trào đoàn trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định được cái vị thế của thanh niên trong xã hội và khẳng định được vị trí quan trọng của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào hoạt động được triển khai rộng khắp, toàn diện, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều phong trào được tổ chức thực hiện bài bản với quy mô lớn, lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới, v.v. Trong đó, thanh niên tình nguyện là phong trào chủ lực của đoàn các cấp. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện hơn 37.500 công trình phần việc thanh niên. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp lập nghiệp, trong rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, thực sự đi vào đời sống, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên trong tỉnh. Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, học tập, rèn luyện, với 3.250 người được tuyên dương khen thưởng. Trong thời gian tới, Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh đoàn xác định cần tập trung làm tốt một số giải pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, xây dựng lớp thanh niên tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến. Thứ hai đó là đẩy mạnh các cái phong trào hành động cách mạng của đoàn để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba đó là tổ chức có hiệu quả các cái chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên. Thứ tư đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Thứ năm đó là quan tâm xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Với những thành tích kết quả đạt được, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Đây cũng là động lực quan trọng để tuổi trẻ xứ Thanh bước vào chặng đường mới với khí thế mới, quyết tâm mới và những hoài bão mục tiêu lớn lao hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa xây dựng quê hương trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2025 và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Xin được tiếp tục chương trình thời sự hôm nay với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, trong số 115.000 ha lúa mùa, bà con nông dân chỉ mới thu hoạch được gần 85.000 ha. Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, thời điểm này các địa phương cần đẩy mạnh những biện pháp bảo vệ lúa, đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy nông khơi thông dòng chảy chống úng ngập. Tại huyện Thọ Xuân, tính đến ngày 28 tháng 9, diện tích lúa mùa đã thu hoạch đạt khoảng 80%, tương đương 5.900 ha. Để bảo vệ năng suất sản lượng cho diện tích lúa đã chín, những ngày trước khi bão Noru đổ bộ, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương thu hoạch, vận chuyển đến nơi bảo quản. Hiện tại, 3 xã bị ngập do mưa cục bộ là Xuân Sinh, Xuân Trường, Quảng Phú đã tiêu úng cơ bản. Nông dân vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, không để xảy ra tình trạng lúa mọc mầm, góp phần hạn chế thiệt hại. Mưa gió bão, thế là hôm nay còn xào là chị em là rủ nhau cắt để về để quán ra để mà phơi cho hắn không đến lúa mọc mầm hết lên đi. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh đều đã cử cán bộ nông nghiệp bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và đồng ruộng. Nếu lúa bị đổ ngã phải nhanh chóng dựng buộc, không để ngâm nước. Phương châm được đưa ra là phải thu hoạch nhanh lúa mùa ở những nơi có thể, đồng thời chủ động chăm sóc, hạn chế thiệt hại cho diện tích rau màu và cây vụ đông đã gieo trồng. Đảm bảo là điều tiết nước theo phương án, đấy là chủ động là khi mà mực nước thượng lưu lên đến cao trình Dương 18 mà mực nước đang còn có hiện tượng là sông đang còn lên cao thì đóng toàn bộ các hệ thống cống, bể cửa cũng như âu thuyền để đảm bảo không để nước vào trong đồng ảnh hưởng gây ngập lụt cho nhân dân. Đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch được gần 75% diện tích lúa mùa, phần còn lại nếu không thu hoạch nhanh sẽ thiệt hại khá lớn. Trước dự báo có mưa dài ngày, một số nơi lượng mưa có thể lên đến 200 mm, các địa phương cần tập trung cao độ để bảo vệ diện tích lúa chưa gặt, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thu hoạch và chủ động phương án tiêu úng khi có mưa lớn, đồng thời đôn đốc nông dân triển khai sản xuất vụ đông đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhằm đảm bảo các mỏ đất trên địa bàn hoạt động đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng lộn xộn mất an toàn trong quá trình khai thác, thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý những sai phạm. Việc kiểm tra của đoàn công tác liên ngành được thực hiện sẽ giúp phát hiện những tồn tại thiếu sót trong quá trình hoạt động của các mỏ, từ đó yêu cầu chủ mỏ chấn chỉnh và đảm bảo hoạt động khai thác theo đúng quy định. Thông qua công tác kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng giúp chủ mỏ đánh giá trữ lượng mỏ. Đối với các mỏ còn thời gian khai thác nhưng không còn nhiều trữ lượng, đoàn kiểm tra sẽ hướng dẫn các chủ mỏ thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng các điểm mỏ này để khai thác đất trái phép. Ủy ban xã, ủy ban huyện, các sở ban ngành lên kiểm tra để đánh giá lại cái trữ lượng để cho công ty tiến tới đây là san trả mặt bằng để trồng cây trồng cối để đóng cửa mỏ. Hiện tại trên địa bàn huyện Thạch Thành có 17 mỏ đất đang hoạt động. Có những thời điểm hoạt động khai thác đất tại các điểm mỏ chưa đảm bảo quy định, gây tình trạng lộn xộn và lãng phí tài nguyên. Nhằm đưa hoạt động khai thác đất đi vào quy củ, từ đầu năm đến nay, huyện Thạch Thành đã kiểm tra toàn diện đối với 13 điểm mỏ, phát hiện và xử lý sai phạm với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Chúng tôi giả soát 17 cái điểm mỏ trên địa bàn huyện. Thì qua đó thì qua công tác kiểm tra thì cũng có phát hiện một số đơn vị còn khai thác như ra ngoài cũng có. Đối với cái đất khoáng thì quá trình khai thác làm mất các cái cọc mốc cũng có, chúng tôi đã yêu cầu hoàn thiện lại. Và những trường hợp nào mà khai thác ra ngoài chúng tôi đã xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục. Qua kiểm tra cho thấy những sai phạm phổ biến của các mỏ trên địa bàn huyện Thạch Thành là khai thác vượt quá hạn mức cho phép, khai thác ngoài mốc giới mỏ và không đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành sẽ tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác
đối với các chủ mỏ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong khai thác tài nguyên. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với các địa phương biên giới tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 11 huyện, thị, thành ủy trên hai tuyến biên giới đường bộ và đường biển tỉnh Thanh Hóa đã có sự thống nhất toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn biên giới. Qua đó đã phát huy được sự chung sức trách nhiệm cán bộ chiến sĩ cùng các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh. Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 11 huyện, thị, thành ủy trên hai tuyến biên giới đường bộ và đường biển đã ký quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và công tác kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 219 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 84 người, bị thương 186 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 29 vụ, giảm 6 người chết, giảm 12 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 213 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, làm bị thương 186 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, chết 4 người. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông cho thấy, lỗi vi phạm tốc độ và vi phạm phần đường, làn đường chiếm chủ yếu. Cũng trong 9 tháng, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 59.949 trường hợp. Trong đó có 17.885 ô tô, 40.745 xe mô tô, xe máy điện, 1.319 xe khác, tạm giữ 9.536 phương tiện, tước 5.764 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 125 tỷ đồng. Đáng chú ý, với việc ra quân xử lý vi phạm theo kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng, quá kích thước thành thùng, xử lý 4.958 trường hợp vi phạm với số tiền phạt trên 23 tỷ đồng, xử phạt 3.104 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Nhờ sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác xử lý đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân có trách nhiệm khi tham gia giao thông bằng các cái phương tiện như xe đạp, xe máy, xe đạp điện, xe ô tô, và khuyến cáo trong nhân dân những cái nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông để có biện pháp phòng tránh. Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, thế nhưng con số này vẫn còn cao, đặc biệt đã xảy ra một số tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Do đó, trong những tháng cuối năm, ngoài công tác tuyên truyền, cần xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định của người tham gia giao thông, phấn đấu kéo tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có hàng chục mặt bằng quy hoạch với nhiều lô đất chưa xây dựng. Những lô đất này trở thành nơi cây cỏ mọc um tùm, nơi chứa rác thải, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Tại mặt bằng 199 phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, xen kẽ các ngôi nhà cao tầng kiên cố là những mảnh đất chưa được xây dựng. Ở đây, cây cỏ mọc quá đầu người. Lá cây, rác thải lâu ngày hoai mục, ẩm thấp là nơi trú ngụ của ruồi, muỗi, rán, chuột. Sau những cơn mưa to, nước cuốn rác rưởi, lá cây tràn xuống đường, ảnh hưởng không nhỏ đến các gia đình sinh sống xung quanh. Ở những cái nhà mà họ chưa xây dựng á thì có mọc tùm này, rồi là trời mưa nước đọng rất là nhiều này. Ở tầng 1 chúng tôi ở là nước, mỗi những hôm mà trời mưa là nước tràn qua cả hết cả tầng 1 chúng tôi. Suốt ngày là sắn quần, là kê đồ này, rồi là tát nước này, lau nhà này, rác thải ngập hết cả rồi. Mỗi một lần xe ô tô đi qua là
bắt đầu là rác ập vào trong nhà, rất là bẩn. Tương tự như tại mặt bằng 199, hiện nay nhiều mặt bằng quy hoạch trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng có nhiều lô đất chưa xây dựng. Vào mùa mưa bão như hiện nay, đây là những nơi phát sinh nhiều côn trùng, động vật gây hại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh, nhất là những bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tôi có một cái đề xuất là nếu như mà những cái khoảng đất chưa có người sinh sống này thì nên dọn sạch cây cối và cho nó thoáng nhất có thể, không nên để cây cối tùm sinh sôi rất là nhiều rán chuột rồi ruồi muỗi nên ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của chúng tôi. Chủ sở hữu các lô đất này chưa có nhu cầu sử dụng nên sẽ không quan tâm đến vệ sinh môi trường. Nhiều lô đất mua đi bán lại nhiều lần nên rất khó xác định chủ sở hữu, khiến việc liên lạc, phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh về môi trường rất khó. Do vậy, rất cần sự quan tâm phối hợp giữa chính quyền cơ sở, khu phố và cư dân xung quanh trong xử lý môi trường tại khu vực này. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.